Cảm giác khi yêu là được ở bên em, cảm giác ngọt ngào mong chờ một tương lai, và muốn bên em người mãi mãi sau này, dù cho cuộc đời còn nhiều bao sóng gió. Vì đã yêu em là anh yêu hết lòng, vì muốn quan tâm, vì yêu thương quá nhiều, rồi bỗng nhận ra tình yêu em đã không còn. Giờ em đã đổi thay, em đã khác xưa rất nhiều. Mất cảm giác khi yêu vì giờ đây đã quá đau. Phải chăng những thay đổi làm con tim em giá rời? Chẳng còn những yêu thương, chẳng còn bên cạnh nhau, chẳng còn niềm tin để anh bước tiếp. Nếu đã chẳng yêu thương thì ta hãy cách xa. Nếu đã muốn thay đổi thì buông tay xa nhé em. Để anh chẳng còn gục ngã, chẳng còn đớn đau, để anh bước tiếp trên con đường mà không có em. Lời đầu tiên thì xin gửi tặng quý vị các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay trong live show của anh Đan Trường, lời chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị nhiều, thank you. Là được ở bên em, cảm giác ngọt ngào mong chờ một tương lai, và muốn bên em người mãi mãi sau đây, dù cho cuộc đời còn nhiều bao sóng gió. Vì đã yêu em, vì anh yêu hết lòng, vì muốn quan tâm người quá nhiều, rồi bỗng nhận ra tình yêu em đã không còn. Giờ em đã đổi thay, anh đã khác xưa rất nhiều. Mất cảm giác khi yêu vì giờ đây đã quá đau. Phải chăng những thay đổi làm con tim anh xa rời? Chẳng còn những yêu thương, chẳng còn bên cạnh nhau, chẳng còn niềm tin để anh bước tiếp. Nếu đã chẳng yêu thương thì ta hãy cách xa. Nếu đã muốn thay đổi thì buông tay ra nhé em. Để anh chẳng còn gục ngã, chẳng còn đơn đau, để anh bước tiếp trên con đường mà không có em. Mất cảm giác khi yêu vì giờ đây đã quá đau. Phải chăng những thay đổi làm con tim anh xa rời? Chẳng còn những yêu thương, chẳng còn bên cạnh nhau, chẳng còn niềm tin để anh bước tiếp. Nếu đã chẳng yêu thương thì ta hãy cách xa. Nếu đã muốn thay đổi thì buông tay ra nhé em. Để anh chẳng còn gục ngã, chẳng còn đơn đau, để anh bước tiếp trên con đường mà không có em. Để anh chẳng còn gục ngã, chẳng còn đớn đau, để anh bước tiếp trên con đường mà không có em. Xin quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn chị các bạn. Xin nhiều sự cố để cho team nha. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn Đan Trường rất nhiều. Vừa rồi là nhạc phẩm Mất cảm giác khi yêu qua phần song ca của Đan Trường và team. Kính thưa quý vị, năm tháng 5 vừa rồi 2012 là lúc team đầu quân vào XT Production. Đây là lần đầu tiên
mà hai người song ca với nhau, Tim có thể chia sẻ cảm xúc của mình cùng với các fan của Đan Trường được không? Vâng, xin cảm ơn Huyền Ni rất là nhiều. Và thực sự là cái rất là nhiều cảm xúc khi mà được vào cùng công ty anh Đan Trường. Đầu tiên thì đó là một môi trường rất là chuyên nghiệp và sẽ tạo cho Tim một cái môi trường chuyên nghiệp hơn, và để mình nhìn lại những cái khoảng thời gian vừa qua của mình để mà tiến bộ hơn. Đó là cái cảm xúc đầu tiên của Tim khi mà vào công ty ạ. Dạ vâng, năm 2012 vừa qua đánh dấu sự trở lại của Tim với rất nhiều các hoạt động. Vậy thì vào thềm năm mới, Tim có những dự định gì mà Tim muốn chia sẻ cùng với quý vị khán giả? Ở đây mình gọi là Tim. Ồ, Tim. Nãy giờ. Tim. Là giống như là trái tim đúng không? À vâng, dự định thì rất là rất là nhiều. Đại Quyền Ni sắp về rồi, mình muốn chọc sao mình chọc đúng không quý vị ơi? Và dự định thì rất là nhiều, và trước sắp tới thì sau live show của Đan Trường thì Tim sẽ phát hành một album. Album này đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của công Tim và công ty HT Production, và hy vọng là quý vị các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ cho album này thật là nhiều. Và bây giờ để tiếp tục chương trình, tiếp theo với phần trình diễn của Tim. Tim. đọc trước giờ đọc như vậy, giờ đọc lại không được. Với phần trình diễn. Quý vị cho nên một tràng pháp tay được không quý vị? Với phần trình diễn của Tim, nhạc phẩm Thiên Thần. Xin quý vị cùng lắng nghe, xin mời rất nhiều. Ơi ngốc ơi, yêu nàng mà không dám nói, để bây giờ tình rẽ rẽ đôi nơi, để cho ai tờ lòng không xé môi, tình chia hai lối.